You understand everything I say. Where from? So where are you from? Philippines. Philippines. And I don't know. You what? Từ Việt Nam. Bây giờ ở đâu? Arizona. Tốt lắm, chỗ đó tốt lắm. Nóng giống Việt Nam. Khỏi nhớ nhà. 15 năm nay con gặp. Sao mà lâu dữ vậy? Đi ở đâu mà lâu, 15 năm mới tới gặp tôi. Tại bây giờ khóc cho 15 năm đó hả? Sư phụ muốn nói với sư phụ ơi. Sư phụ đã cứu sống con, nó ba là chết rồi. Ok. Cảm ơn sư phụ. Không có gì, không có gì. Trong lại là được. Không có gì. Còn sư phụ đã cứu sống con. Anh ơi, biết rồi, giỏi. Xa xưa cảnh chi sư phụ chiêu tha là mình sang sư. Chúa chạy khu nữa. Sang sư mà, sư phụ khu ý sư phụ cầu. Yên à. Con muốn nói một trải nghiệm sư phụ cho con nói. Ok, nói đây đâu có gì đâu mà nói đâu. Năm 1998 á, khi con đi máy bay từ thành phố Manila về Bangalore, cũng bị accident Philippine Airlines. Lúc đó con có 29 tuổi. Con máy bay đó xuống thị trường á, không rồi máy bay nó bị accident. Lúc đó con không biết sao á, sao phải ai thử nó là cứu sống con cho nên chết sớm vậy sao. Từ chiếc máy bay nó ngừng lại. Ngừng lại à? Dạ. Sau đó sao con có biết không con? Cái chuyện này là đồng tô ở Philippines ai cũng biết đó. Tôi chưa biết. Dạ, tôi chưa biết. Náo động cả. Náo động hết. CNN luôn dạ. Tin tức CNN cũng dạ. Nói gì dữ vậy? Dạ, sau đó cái máy bay cái tự nhiên cái nó ngừng lại. Xong cái lúc đó con mua đồ chay, con đi, tại con có buôn bán từ Mai Lai về thành phố và con lút hàng sáng đi buôn bán á. Xong con mua đồ chay nhiều quá, con bỏ đâu cái thành cái bẩn á. Xong cái tự nhiên con kêu sư phụ ơi cứu con, chẳng lẽ con chết sớm thì sao? Con kêu sư phụ trước thì thượng đế sao? Rồi sau đó cái máy bay nó ngừng lại, con bỏ con chạy, tự nhiên con ngồi sát cái cánh máy bay á. Cái tự nhiên cái cửa bung ra nào không hay không. Xong rồi con với một số người, một hai người Philippines thôi, cái chạy ra khỏi cánh máy bay. Cái con cái đầu óc nó còn suối còn ai vô đấy đồ chay ra lại. Xong sư phụ la con, sư phụ nói chết tới nơi mà còn quay về lại lấy đồ ăn nữa. Cái xong con quýnh quá, xong rồi sư phụ nói đúng cái con quýnh quá cái từ cánh máy bay con nhảy xuống luôn. Con nhảy xuống luôn cái con xỉu hay nào không hay à. Hai đầu gối con lúc đó con mày nó về cao, con nhảy xuống cái tự nhiên giống như một giấc mơ vậy. Sư phụ cho con như là mơ, sư phụ cứu con thì con mở mắt ra lại tiên. Thì lúc đó con thấy mấy người lái xe á, họ chạy đang lái xe, họ chạy nó rắp lên thì lát họ chở con, họ nhiều con vô cái nhà hàng cái con mơ đâu nào cũng giống như con đang sư phụ đang cứu con vậy. Con tỉnh lại thì con nhìn chiếc máy bay á, con nhìn ra chiếc bay, ô con không tưởng tượng là con là cái người mà passenger từ chiếc máy bay ra. Tại vì sư phụ biết làm sao nó ghê gớm lắm, tại cái đầu nó bị mà cái cột điện đây này, sư phụ đứng đây mà chiếc máy bay nó ngừng ngay đây này, nó băng ba cái con suối luôn. Nếu mà cái chiếc máy bay nó rớt xuống con suối là chết hết luôn. Nhưng mà cái hành khách thì không chết, mà cái ba người trong nhà thì kẹt. Sư phụ cứu con, cứu mấy người cả hành lót đó, hả? Mấy người đi lót không có chết. Trong nhà là ấy. Máy bay nó ủi lên nhà. Mấy người trong nhà thì chết mà máy bay người không chết. Chết ba người, còn hành khách thì không có chết mà tại vì bị thương nhau thôi. Lăn kéo như đạp nhau để mà chạy ra khỏi chiếc máy bay á. Nhưng mà con hơn là con một trong hai đi trước chạy ra trước cho nên con bị thương tích nhiều, chỉ bị cày trụ cái đấy thôi. Rồi ông xã con vẫn đứng chờ con mà phi trưởng chứng kiến luôn. Rồi sau người ta đưa con đi cấp cứu vào bệnh viện đó, dạ. Đó cho nên cũng không có sư phụ mà nhiều, còn hai lần nữa là một lần thứ hai nữa là là lúc đó năm 2000 sư phụ qua Philippines thuyết pháp rồi. Xong rồi con sư đồng kiểm mới mời mới đưa đồng tu cùng nhau đi qua Philippines, đi xuống bãi biển Boracay á, ngồi thiền mấy ngày mấy đêm nữa. Mà không biết làm sao trên chuyến đi á, thì em có cái cô này là liên lạc viên nè cô, là mời sư phụ. Sư đồng kiểm mới nói, mới nhắc, mới nói thì gia đình nhà con không à. Là lúc đó ông xã cô, ông cũng tu hành, thì sư phụ mà ông bị rớt rồi. Cho nên vấn đề tu hành con cũng có nhiều cái khó khăn á, nó chướng ngại cho đời sống của con.
xong rồi sư đồng kiếm cứ nhắc là cô Nga này nhớ liên lạc cô Thủy là nhớ đi nha, nhớ đi nha, cứ nhắc tới con không à. Thì bữa đó là con cũng đi nữa. Khi con bước xuống á, con xuống trước sư đồng kiếm, hay sư đồng kiếm xuống, tự nhiên sư đồng kiếm nhìn con, sư đồng kiếm nói chứ ô tôi thấy cô ở đây rồi là tôi yên tâm rồi nha, tôi mừng rồi nha. Con cũng biết làm sao nữa, tới chừng đi thiền cho tới ngày thứ 4, ngày thứ 3 ha chị Nga, ngày thứ 3, ngày thứ 4 á, chuẩn bị về thì con bị mấy bạn đồng tu á, cũng như là con có chịu xuống tắm không, nhưng mà bạn xuống, kéo xuống, con kéo xuống. Cái nghiệp chứng của con nó vậy, xong cái chơi mướn xe dắt kia chạy rồi cũng như buổi chiều thả tiền xong mỗi sư phụ cũng như đi xả stress á, thì rồi lái kia con thì chở hai người đồng tu, còn cô kia ở Việt Nam mới qua mà sư kiểm á không có cho ai dịch được không, không có cho cái cô đó lái, tại cô đó cô không có lái yếu lắm, mà cô lái sao cứ con chạy xuống cô chạy lên cái cô hít con hai cái bung lên vậy nè, hai người bung lên luôn, hai cái xe bung, xong rồi phải bị cấp cứu, con phải bị nó không có sự phụ là con cũng chết, người ta thấy giống như là đóng phim rồi. Thì khi con qua Mỹ nó như một, khi con đi làm về bữa đó con đang đi về 7 giờ tối, con mở mắt cho phụ luôn xí, thì ông ngờ đi nó chừng xíu con nó bị bế bánh, không sợ quá mà sư phụ biết rồi, khi quay ở trong Mỹ nó rất là nguy hiểm, nếu mà mình dừng lại là không có bị đụng thì con minh quá, con gọi ông xã con làm sao xem bị bế bánh anh lên anh ấy em, anh nói thôi em quay cái chỗ nào nó xin không có con, em mua vô anh chạy lên liền, mình lúc đó anh chuẩn bị đi làm nữa. Xong cái con biết nó, con chưa biết ra sao mua, thì một chiếc xe ở dưới nó không biết nó chạy lên nó đụng nó hít con rồi, nó hít con ra được chiếc khác kia nó lên, nó thấy nó hít con vô nó văn gì nè vậy. Mà sư phụ biết không, con lúc đó con nói ơi sư phụ cứu con mà mấy con bữa ăn sư phụ. Xong rồi cái mẹ gì đi đâu cũng đụng cái chỗ này chỗ kia chết hoài vậy, con biết nghiệp chứ con nặng lắm, nên là con có sư phụ là người quá xấu được nè. Xong rồi bà thấy con ở trong chiếc xe nó quay nè, xong cái đầu nó quay ra ngoài đường á, xong cái mấy người lái xe xô chạy tới họ bấm thôi, không người cũng bấm được, cái họ kéo vùng ra. Bà nói trời ơi, chiếc xe này mà không có trời cứu là chắc xong không sống nổi. Mà may sư phụ biết không, chiếc xe á nó hít ra ngoài sao, nát ra ngoài sao, mà ở đầu thì nó không sao, con ngồi đằng trước á sư phụ. Nên con nếu mà hít cái đầu là chết luôn. Dạ, mà chiếc xe ngoài đít nó nát bấy luôn á sư phụ ơi. Cho nên cái niềm ao ước này con ước ao con gặp sư phụ để con chia sẻ cho đồng tu. Con muốn nói cái thể nghiệm này của con cho đồng tu biết là tại vì trong đời sống của con á, mặc dù 20 mấy năm qua con chưa dùng một con không có tu hành giỏi, nhưng mà sư phụ vẫn chăm sóc lo lắng cho con. Nhưng bữa nay ông xã con không tu hành thì sư phụ trở lại cũng rất là mừng. Và con trai của con thì nó ăn chay trong bụng ăn ra luôn, nên bữa nay á con được cơ hội con đi tới gặp sư phụ, nên sư phụ cảm thấy rất là hạnh phúc với sư phụ. Không biết sao mà thấy sư phụ là con không à. Ok con xin cảm ơn sư phụ. Gì tu hành tốt này rồi. Ông xã ở đây không? Dạ, anh ở nhà anh. Ở nhà vậy con. Dạ, mai mốt rảnh thì đổi với nhau đi. Dạ, con. Gửi lời thăm nha. Dạ, cảm ơn sư phụ. Cảm ơn mọi người nha. Ok. Chúa thừa còn sống thì còn được tu hành. Sống thì đáng tu hành. Cảm ơn sư phụ, không có được ngày hôm nay. Thì phải đáng tu để thì sao không có gặp như vậy nữa. Dạ. Anh sẽ sử dụng sư phụ, chẳng nói xe tha là 灾祸的事情就这样子，好几次很严重，结果没什么，车子都后面都破烂了，玻璃到处都大没怎么样，我就说念，我跟师傅，啊，我跟师傅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 
tu hành được mấy năm nay vậy? Dễ hơn rồi. Dạ. Ok. Thì mình cứ ráng tu thì cái gì nó cũng chuyện ha. Dạ. Thôi, sư phụ cũng không biết nói gì. Ơi, sư phụ. Con muốn chia sẻ cho đồng tu biết là dạ. Trên đời này mà nếu không có sư phụ là
ta nhớ nhưng mình bây giờ đen tối rồi. May họ mở ra cho mọi người dịch lại cho mọi người nghe. Ok. Nhưng mọi thấy không biết có bao giờ mà máy bay mà còn sống bao giờ khi mà bị accident. Bây giờ yeah. Bây giờ biết bị đồng tu không tin biết bị đồng tu sợ lên là Mark 22 ba con lúc Philippines Airlines accident là biết bị xí xô ra chứ thấy chiếc máy bay nó bị accident như thế nào biết bị xí thấy là nên cái niềm đây là cái niềm vui cuối cùng mà được sư phụ cứu á. Con để trong lòng ôm ấp biết bao nhiêu năm tháng rồi, con mong ước một ngày con được gặp sư phụ, nhưng mà con mới qua Mỹ định cư á, cho nên hồ hiểu vấn đề giấy tờ của con chưa có được á, nên bữa nay con mới được đây cho nên con mong ước sư phụ. Mới qua mà nếu mình làm resident mà mình đi ra đi vô lẹ quá thì nó cấp luôn á. Vậy tốt lắm rồi. Tốt sư phụ mừng cho. Nói không hết chuyện nha. Chị hơi đi một lát rồi tính ra không nha. Cảm ơn sư phụ. Nói hôm nay con phải nói cái chuyện này ra bởi vì là sự lợi ích của pháp môn Quán Âm mà con không nói thì con không thể nào mà yên ổn để mà something good. Vâng ạ, rất là tốt ạ. Okay. Nhưng mà hôm nay con muốn chia sẻ về sorry. Chuyện mà yeah. Vâng. I will translate later if I can. Yeah, tell me. Có thật của pháp môn Quán Âm nhà mình. Từ lúc mà con mới bắt đầu biết được pháp môn mà chưa có phương tiện mà con cũng chưa biết tên sư phụ, con chỉ mới đọc sách thôi, thì là con đã có được những cái thể nghiệm của sư phụ rồi. Lúc mà con nhìn thấy ảnh linh ảnh của Phật Bà Quan Thế Âm của Phật Tổ Như Lai thì con bảo là nếu như phải là sư phụ Thanh Hải thì sư phụ sẽ ra hiện ra cho con. Sư phụ lại ra đúng cái hình mà Phật Tổ Như Lai. Đấy là cái thời mà con chưa phương tiện. Thế rồi khi mà tiếp đến đấy, được ngày nào con cũng đọc sách sư phụ và con thấy ngày nào sư phụ cũng đến và con chỉ muốn tâm ấn thôi. Thì sư phụ có một hôm thì sư phụ, con đang ngủ thì sư phụ mở mắt trí huệ cho con và con nhìn thấy ánh sáng. Ngày nào con cũng có ánh sáng, con không ngủ được vì ánh sáng. Một hôm con bảo thôi hôm nay sư phụ cất ánh sáng cho con ngủ, mai rồi sư phụ lại cho con xem. Thì là sư phụ cũng cất luôn. Nhưng đến khi con được truyền tâm ấn, ngày đầu tiên con truyền tâm ấn, con cũng, đêm hôm đấy là đêm mà con ngủ, chưa bao giờ có một giấc mơ ngủ như thế. Con không biết là con ở cái chỗ nào, nhưng mà khi con tỉnh dậy con như một cái hạt xương ở trong cái đóa sen thôi. Rất là nhẹ nhàng, không bao giờ có được như vậy. Khi con thiền truyền tâm ấn xong được 5 ngày con về, con thiền, khi mà ngủ dậy, đang thiền xong rồi, đi vào vừa nằm xuống, sư phụ đến, sư phụ bảo, đi. Con bảo là con đang ngủ mà sư phụ. Sư phụ bảo đi, thế là sư phụ hỏi con lên và cho con đi bay luôn đến tối, rất là tối, và sấm chớp rất là nhiều, và có mưa. Con bảo là sư phụ ơi, mưa, sư phụ bảo không phải mưa đâu, đây là nước cam lồ đấy, uống đi con. Con vừa mới nghe thấy nước cam lồ, con uống rất là nhiều, uống bao nhiêu. Nhưng khi mà cô con uống, sư phụ bảo là không phải, không sao đâu, con cứ uống đi, không hết được đâu. Lúc đấy con mới uống no rồi con tỉnh dậy, con cảm thấy từ lúc đấy, tiếp đấy là đến khi con được truyền tâm ấn được đúng 5 tháng, đến khi mà con được 5 tháng đi thiền tâm ấn, đi thiền ở châu Âu, ở Pháp. Đến hôm thì cô đồng tu ở tàu, cô mới khoe với con là hôm nay tôi nhìn thấy hóa thân của sư phụ, thích quá. Con mới buồn, con bảo là thế là mình không thành tâm bằng cô ấy rồi, con rất là buồn. Con ngồi con thiền thì lúc sau thì sư phụ lại cho con thấy, mới đầu con thấy hình con gấu, xong rồi sậy sao lại gấu, xong rồi con nhìn thấy mắt của sư phụ rất là to bên mắt trái và cười. Nhưng mà mắt lại to như mắt trâu sư phụ. Xung quanh là ánh sáng, toàn bộ là ánh sáng. Lúc đi xong thể nghiệm đấy thì con biết là đấy là pháp tướng của Phật Như Lai. Bởi vì nói rằng là bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, tám mục, trừng danh tứ đại hải. Thì con nói đấy là Phật Tổ Như Lai là sư phụ chính xác rồi.
đến khi con về con thiền lại tiếp tục, đến khi mà trước khi con đi Mỹ cái năm 98 ấy, hôm đấy con vừa mới thiền con thấy sư phụ đẩy cả một cái quả đất, cả cái trái đất nhà mình, cả cái trái đất này. Lúc ý là con cũng không biết cái tin đấy đâu, nhưng mà một mình sư phụ đẩy cái trái đất này không bị va vào cái một cái vật thể gì đấy thì con không biết, nhưng mà một mình sư phụ làm, sư phụ từ ngoài đẩy vào. Và con đến khi sáng ngủ dậy thì con trai con bảo mẹ ơi, TV vừa mới phát là trái đất vừa mới thoát nạn, không có thì bị va vào một cái mảnh sao. Con biết rằng vâng, lúc ý con mới biết comet đúng vô cái thiên thần, cái tinh thể trên vâng, trời. Vâng, thì lúc ý con bảo là thế này mà người ta không thể biết được là tại sao, lý do vì sao mà lại trái đất lại được cứu như thế, không biết được là sư phụ đã làm tất cả. Khi mà con tỉnh dậy thì cái phòng con nó sáng trưng toàn ánh sáng, hoàn toàn là rất là nhẹ nhàng của sư phụ. Hoàn toàn lúc đấy là như là sư phụ ở đấy đi ra. Con cũng không biết, con thích, con nằm mãi con hưởng thụ cái điều đấy. Đến khi mà con tiếp tục đến khi mà sư phụ cho thiền ở Nam Phi cái hồi đấy đấy. Con lúc ấy bởi vì là ở ngoài chợ đấy nó bị cháy mà, con ra con chỉ nói mỗi câu, tại vì là nếu mà tốt thì sư phụ để, mà không tốt thì sư phụ làm gì cũng được, con đi về. Thì khi mà cháy hết hàng hóa thì con đi về cũng vui vẻ, chả có vấn đề gì cả, và con lại đi tiếp thiền ở Nam Phi. Trước khi đi thì hôm ý cái thể nghiệm của con ấy nó bay như là tên lửa luôn, bóng sóng rất mạnh ra khỏi và ngừa ra thì con như là bị rách mũi, mì tai, con như hở chỗ nào là rách hết. Sợ đến lúc con tỉnh dậy con, ôi trời, con phải sờ vào da thịt con xem có còn không. Đến lúc mà vẫn còn nguyên. Đấy là năm 98. Trời nhớ kỹ. Và con đến năm 2000, đến khi mà thế giới sắp có cái vấn đề thì sư phụ tổ chức ở Thái Lan ấy. Hôm đấy thì lúc mà sư phụ làm pháp tất cả đều đọc niệm thán tán tụng kinh đấy, con cũng cùng hát cùng với sư phụ. Đêm hôm đấy buổi sáng con có thể nghiệm là con được đi uống rượu bồ đào tận trên cao. Con uống thì đang uống vui vẻ thì một vị bảo là rồi chỗ này sướng quá, chẳng có thời gian không gian gì cả, tha hồ uống rượu. Con vừa mới nghe thấy không có thời gian không gian, quả không, ta phải về cái cõi có thời gian. Thế đúng lên lúc đấy thì con nghe tiếng gõ cửa đánh thức dậy, nhưng mà không phải là gõ cửa mà đúng là bên trong thôi. Vâng, con cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Con có rất nhiều kỷ niệm đến khi mà năm đấy là năm 2000, mà con cứ tích tụ mãi. Hôm nay con phải nói rất nhiều, con còn nhiều lắm, con phải nói hết. Thôi, hôm nay ra hết rồi. Chưa hết. Không phải viết ra á. Viết ra xong rồi đăng báo cho coi, cho mọi người coi. Đến khi mà chứ nói viết qua giờ mới hết. Vâng. Hả? Vâng. Ok. Vâng, con phải tiếp một điều nữa là khi mà mở nhà hàng nữa. Khi mở nhà hàng đến lần cái thứ, tại vì tất cả là giáo lý của sư phụ, có cái gì khi mà tâm ấn sư phụ nói gì là có hết. Có 100%. Không sai một tí gì hết cả. Khi mà con làm nhà hàng Loving Wood cái thứ tư thì hôm đấy là con rất là mệt mỏi, bởi vì là không hiểu sao có cái áp lực gì rất là mệt. Thì con mới bảo là sư phụ hôm nay trực tiếp làm thế nào cho tiếp cho con một cái sức mạnh để con không chán. Thế là sư phụ đêm hôm đấy cho con luôn cái thể nghiệm là ở trên trời, trên mọi, cứ hét tiếng con thôi, la tiếng hoa hoa và hét và cười rất là ổn ầm ĩ. Con chạy đến đâu thì cũng ném đất chặn đường con cứ chắn thì cứ bị ném. Đến khi con mới biết ra là các vị thánh ở trên trời rất là vui và mừng cho con, thì con mới cầm bảo ô thế thì mình phải cầm những cái nắm đất này về để gia trì.
thì con muốn nói là tất cả những gì sư phụ nói là đều có thật hết, không có một cái gì là sai cả, nếu như bên trong mình luôn luôn là thấy sư phụ. Đến khi mà con mở cái nhà hàng thứ 6 thì cái hôm đấy tất cả các bạn thú vật lần lượt từng bạn đến chào con. Đây là con muốn chia sẻ với cả sư phụ và cả các đồng tu là sự thật là rất là lợi ích cho các bạn thú. Lần lượt mỗi một bạn vật đều đến để chào và chào theo mỗi cách, mỗi con có một cách chào riêng. Nhưng mà đến cuối cùng con chim thì con tung nó lên và con đùa với nó. Và bạn cuối cùng là bạn chó, một bạn chó đến là ở với con lâu nhất. Đấy, là con vui với nó nhất. Đấy là cái thể nghiệm về sau. Còn cái năm mà còn một cái năm mà 2001 ấy, con ngủ mơ, con chết và cả thế giới cùng chết. Con mà tại sao mà lại tất cả đều chết mà lặng như là sắt như thế này? Thì lúc ấy tất cả dần dần cái âm thanh bắt đầu có âm thanh và âm thanh làm sống hết tất cả từ người đến cây đến vạn vật. Thì lúc con biết là tất cả đều cái sự sống của cả cái vũ trụ này là âm thanh, và âm thanh chính là sư phụ chính là sự sống của tất cả toàn thể vạn vật trong vũ trụ này. Mà con muốn nói cái điều này thật sự là không có âm thanh thì chúng con không thể cựa quậy và cũng không thể đi lại và cũng không có sự sống ở trên cái thế giới này. Và sư phụ chính là âm thanh và chính là tình thương mà chúng con hoàn toàn sống bằng cái tình thương này của sư phụ. Đây là những cái điều mà con thấy hết. Con cảm ơn sư phụ đã ban cho chúng con cái thiền đường này, là cái mà tốt nhất trên cái hành tinh này. Bởi vì mỗi một lần con đến đây, con đều được sư phụ gia trì con rất là nhiều. It's good. Vâng. Biết được thì tốt. Tình thương của sư phụ cho con tất cả. Vâng. Okay. Còn nhiều lắm nhưng mà... Nhiều lắm là... con nhiều, vâng. Okay. Nhưng mà con không nói được. Nếu không là kể hoài không có hết đâu. I don't remember. Many things that she has so much experience from inside. The last two I remember. The other is more personal. And the last two I remember, like she said last time when she didn't know anything about the comet. Comet. Tiếng Việt nói gì? Comet. Phải sao chổi hả? Okay. She didn't know anything about that, because, and then she dreamed, as in her meditation, she has experienced that master, you know, your master, has pushed the earth away, so that it doesn't hit that comet, and only one, she's alone, does that, and then so the whole earth has been saved. She didn't know anything. And then when after she wake up, she talk longer, but I make it short, okay? Can't remember much of detail. And then when she wake up in the morning, her son told her, "Oh, mother, we are lucky. On the news, they say that the earth has so lucky been escaped this disaster from the comet that day." And then she knew that is what. And she thought to herself, "Oh, nobody knew that the master have saved the planet." Something like that, okay? And the second, the last one, she talked about something that she experienced, cái gì mà biết thành mình là Quan Âm, mình là, tại sao mà có cái thể nghiệm đó? Tự nhiên thôi, từ lúc mà con thiền xong, thì con trong thiền là con thấy được là cái trái đất mà sư phụ một mình sư phụ đẩy. À, rồi nhưng mà cái sau này, cái sau cùng âm thanh ạ, âm sau thanh mà khi mà con mơ con thấy được toàn thế giới và toàn vũ trụ coi như là sắt luôn, coi như là chết luôn. Tất cả người và các vạn vật trong vũ trụ. Khi mà con bảo ơ tại sao lại chết tất thế này thì bắt đầu âm thanh rất nhỏ dần và bắt đầu lớn dần thì tất cả mọi người đều cử động và tất cả cây cối đều sống. Okay. And another experience he has is that
she saw that the whole world is dead. Everyone is dead. All beings dead. And she was thinking, why is everybody, everything is dead like this? And then suddenly she heard the sound, you know, the inner sound. It came into the world, you know, very light, very, I would say, low. Subtle. Huh? Subtle. Very subtle in the beginning. And then it became louder and louder and louder. And then all the beings are dead, it came back alive again. Then inside her knowledge, she knows that if there's no of this sound, no sound, then nothing can exist on this planet. And then she thinks, I am that sound, and I am the life of every being on this planet. In her knowledge, in inside knowledge, that she received that knowledge. Short. And the other one, so many, I can't remember. But I think for other people's sake, maybe later, they make subtitle, they translate one by one sentence, is better. Okay? Because she talks long already, and if I translate it as well, then it's all good experiences, you know, for her personal as well as universal. And she thanks me for blessing her with so many experiences. And for this center, because whenever she comes here, she feels such a blessing all the time. Mm. Yeah. It's better somebody else translate it. Otherwise, you think I make it more glorious. No, I didn't. I make it less already. Okay. Thank you. Thank you, Hoa. Cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Không có gì đâu. Tại vì sự sống của tất cả sư phụ là hoàn toàn là sự sống của chúng con. Nếu như sư phụ không có sư phụ thì chúng con không thể đi lại và không thể cự. Đây là cái thể nghiệm của con. Yeah, she said đây là tình thương. If the master doesn't exist, then nobody can even have any movement on this planet. Nothing can move. That's what she said. Could not even walk around. That's what she said just now. And she just thanked the master for that. Your master. Yeah, she thanked your master. Okay. Well, everyone has different experiences, you know, and I'm glad that you're happy. Yes. Và sư phụ, âm thanh chính là tình thương. Và con cũng cảm ơn sư phụ rất nhiều là sư phụ bảo vệ chúng con bằng chân lý. Cái chân lý này cũng lại là tình thương sư phụ. Tất cả đều là tình thương. Và sư phụ, con cũng mừng là vừa rồi sư phụ đã sinh ra, chính sư phụ là người sinh ra tất cả những cái trái đất mới. Là người sư phụ là người sinh ra trái đất bằng tình thương. Tất cả những cái tư cua trẻ của sư phụ là sư phụ sinh ra một lúc. Tất cả, và sư phụ cũng chăm sóc các cái vũ trụ nhỏ đấy và trẻ đấy là bằng tình thương của sư phụ. Dụ sinh ra tất còn hãnh diện và còn rất là sung sướng con được làm con của sư phụ. Đây là con thật sự là con thấy thế. Con cảm nhận được hết và con cảm ơn, và tất cả đều cho con từ cái nơi này để con biết được những điều đấy. Mỗi một lần con đến đây là một lần con biết được, thể nghiệm đều từ đây. Vâng ạ. Còn it's good. It's good. Nếu được vậy thì tốt. Nếu mà được thể nghiệm vậy thì mình sung sướng là tốt. Okay. Mm. She just thank your master again for her love, because she thinks the master is the life of everyone, and new planet, new world as well, because of love. Yeah. That's what she said. Okay, more or less like that. All right. Anyone else? Thôi được rồi nha Hoa, nói hoài không hết đâu. Viết ra đi, viết nguyên cuốn sách đi. Okay. Nên rồi biểu mẹo lý in ra. Người nào muốn viết thể nghiệm của mình mà đem in ra cũng được. Ok. Hoặc là viết trên internet cho người ta coi. Hả? Ok. Hả? Ok. Dạ vâng. Ok, hiểu rồi. Được, viết muốn viết thì viết.